chán, anh thấy chán quá rồi. Với cái cảnh về đêm không mặc gì, kẻ nằm trên người ở dưới và đưa đẩy theo từng nhịp, cảm giác ấy thật sảng khoái với hai người phải không? Nếu như ta yêu nhau, đến với nhau để giải quyết nhu cầu sinh lý, tình yêu này anh không cần, anh chỉ cần một trái tim chân thành, không lọc lửa, không dối trá và thực sự là của nhau, em hiểu không? Em còn nhớ đến cái ngày đầu tiên ta gặp nhau, em là người con gái hiền hậu và chất phác, hung đua đòi thích tự lập, dù gặp phải chuyện gì em vẫn luôn nở nụ cười, là người anh luôn tin tưởng. Anh thực sự không hiểu nổi tại vì sao em lại làm vậy, có phải em chán anh, có phải em hết yêu anh, thích đi tìm cái mới, vậy thì em đi đi, anh sẽ buông em ra để em được tự do. Sẽ không còn lời yêu thương, lời nói đó ta đi đâu mất rồi, với câu thề ở bên nhau giờ cũng qua. Vì em đã đổi thay, không còn như lúc ban đầu, để giờ đây anh tự trách lòng mình sao không giữ được em. Có thể em nói đúng, có thể anh đã sai, trong tình yêu khi yêu nhau cho đi và nhận lại nó hoàn toàn khác nhau phải không? Để rồi khi nhận ra tình cảm này đã phai mờ theo tháng năm và không còn mặn nồng như lúc ban đầu, cứ mỗi tuần không nhắn tin không gọi điện, cảm giác ấy cứ xa dần theo tháng năm và chìm vào quên lãng, tình cảm này cũng như vậy, có phải không em ơi, có phải không? Anh chỉ cần nhìn thấy em được hạnh phúc là anh vui lắm rồi, chứ không phải như bây giờ em đổi thay, không còn là chính em. Để rồi em gặp ai cũng nói yêu, người con gái anh yêu rời đi đâu mất rồi, bởi cái giá em phải trả nó quá đắt phải không em ơi. Để rồi em nhận ra đã quá muộn, chỉ còn bốn bức tường, đó là bạn của em, hối hận thì cũng đã muộn. Sẽ không còn lời yêu thương, lời nói đó ta đi đâu mất rồi, với câu thề ở bên nhau giờ cũng qua. Vì em đã đổi thay, không còn như lúc ban đầu, để giờ đây anh tự trách lòng mình sao không giữ được em.